cảnh rất là khác với mọi khi đúng không? Các bạn có đoán được là Emmy đang có mặt ở đâu không? Emmy đang có mặt ở một nơi rất đặc biệt. Và giống như là bật mí ở trong tiêu đề của video clip này thì hiện tại bây giờ Emmy đang có mặt tại chi nhánh mới nhất của Happy Skin Medical Spa ở Hà Nội và tọa lạc ở địa chỉ đó là 91 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Ta-da! Nên là nếu mà bạn nào mà đang ở Hà Nội ấy, thì hãy nhanh chóng sắp xếp thời gian qua đây chơi cùng Emmy, trải nghiệm dịch vụ cũng như là mua sắm mỹ phẩm ở đây nhé. Chính thức ra mắt từ tháng 10 năm 2018, Happy Skin Medical Spa luôn nhận được sự yêu thương cũng như là ủng hộ của quý khách hàng và luôn luôn là một địa chỉ được mọi người tin tưởng để thăm khám này, chăm sóc da cũng như là điều trị da chuyên sâu. Đến bây giờ thì hàng tháng cũng đón nhận một lượng khách đó là gần 3.000 khách. Và đây là một kết quả rất là khích lệ cho Emmy cũng như là tập thể. Và gần 2 năm vừa rồi thì Emmy luôn nhận được một câu hỏi là khi nào thì sẽ có chi nhánh ở ngoài Hà Nội, muốn lấy mụn này, laser này, triệt lông này, phi kim này, điều trị sẹo rỗ ở ngoài Hà Nội thì đi đâu? Thì cuối cùng sau một khoảng thời gian dài ấp ủ thì mong muốn của Emmy cũng như là mong mỏi của rất nhiều các bạn đã chính thức trở thành sự thực khi mà chi nhánh ở ngoài Hà Nội của Happy Skin Medical Spa đã chính thức khai trương. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy cùng với cả Emmy đi tham quan chi nhánh mới để xem có gì thú vị, cũng như là đừng quên theo dõi đến cuối video clip này bởi vì sẽ có những phần quà đặc biệt dành cho các bạn. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng đi nhé. Đáp lại sự mong mỏi của rất nhiều fan trên Happy Skin, Happy Skin Medical Spa Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động và đặc biệt hơn hai chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 91 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội còn có cửa hàng Skin Store tại lầu 1. Ai là fan nhà Happy Skin chắc hẳn đã biết đến skinstore.vn, trang mua sắm trực tuyến chuyên cung cấp các sản phẩm làm đẹp có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng, giá cả cạnh tranh. Các sản phẩm tại Skin Store đến từ những thương hiệu uy tín được các tín đồ làm đẹp ưa chuộng như Emier, Paula's Choice, Obagi, La Roche-Posay, SPA, Eucerin, Bioderma, Skin 1004, Clinique Multiderm, Comfort Zone, v.v. Thiết kế Skin Store Offline được lấy cảm hứng từ kiến trúc Scandinavia với tông sáng trắng thanh lịch nhằm tạo cảm giác hiện đại mới mẻ và rất thoải mái khi trải nghiệm mua sắm ở đây. Các quầy hàng được phân theo chức năng sản phẩm với các khu như làm sạch đặc trị, dưỡng ẩm chống nắng, các dòng mỹ phẩm chuyên dụng professional và thực phẩm chức năng được tuyển chọn kỹ càng từ hàng ngàn sản phẩm khác nhau. Skin Store là một địa chỉ mua sản phẩm chăm sóc da uy tín mà bất kỳ tín đồ làm đẹp nào ở Hà Nội cũng nên ghé qua nhé. Bởi vì bạn biết không, khi kết hợp với Happy Skin Medical Spa thì Skin Store sẽ giúp các bạn lựa chọn được những sản phẩm chuẩn chỉnh, nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với làn da của bạn nhất. Vì đã được thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ chuyên gia và bác sĩ đến từ Happy Skin Medical Spa rồi nhé. Và yên tâm là giá cả cực kỳ hợp lý. Với hơn 300 mặt hàng của các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng và Emier by Happy Skin thì đặc biệt là có một số brand độc quyền, Skin Store Offline cam kết là mang đến cho khách hàng sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi đặc biệt. Nhất là các bạn học sinh sinh viên thì sẽ được giảm 30% khi mua các sản phẩm Emier by Happy Skin tại Skin Store cũng như trải nghiệm dịch vụ tại Happy Skin Medical Spa. Các bạn hãy nhớ theo dõi fanpage của Happy Skin Medical Spa để nắm thông tin ưu đãi hàng tháng nha. Hiện tại Emmy đang có mặt ở lầu 2 của Happy Skin Medical Spa đây. Phải nói là không gian ở đây cực kỳ thoáng đãng rộng rãi nha. Thông thường quy trình thăm khám da tại Happy Skin Medical Spa sẽ là làm skin test, sau đó được bác sĩ soi da và thăm khám, rồi được bác sĩ tư vấn các liệu trình phù hợp và thực hiện liệu trình tại spa. Ứng dụng Skin Test là niềm tự hào của Happy Skin Medical Spa vì thông qua các câu hỏi, khách hàng sẽ phác họa được chân dung làn da của mình, hiểu để chăm sóc một cách hiệu quả hơn. Và mobile app này thì đang được liên tục làm mới để có thêm những tính năng hữu ích khác trong thời gian tới. Sau khi hoàn tất Skin Test, các bạn sẽ thực hiện soi da và tư vấn với bác sĩ hoàn toàn miễn phí. Đừng ngại ngần đặt bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ dược sĩ để được tư vấn chi tiết và đầy đủ nhất nhé. Sau khi được tư vấn và lựa chọn liệu trình phù hợp, chúng ta sẽ tiến đến phòng điều trị để thực hiện các liệu trình đã được chỉ định. Tất cả các máy móc và sản phẩm sử dụng ở đây đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật, Mỹ và Singapore. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì tất cả kỹ thuật viên tại đây đều được đào tạo chuyên sâu và có tay nghề tốt, đảm bảo chuẩn y khoa. Và đặc biệt tại Happy Skin Medical Spa Hà Nội còn có khu vực dành cho khách VIP, dành cho những khách muốn có không gian riêng tư. Bên cạnh khu vực VIP là phòng liệu trình laser và triệt lông cùng tham quan một vòng với Emmy nha. Với những bạn nào đang lo lắng về tình trạng mụn đầu đen và sự bán nhờn thì phải trải nghiệm ngay liệu trình Aqua Peel. Đây là một liệu trình nhẹ nhàng được khuyến khích thực hiện mỗi tuần một lần để mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu thay da sinh học vô cùng hiệu quả nhưng có thể quá mạnh với da bạn thì thay da thủy lực sẽ nhẹ nhàng hơn và tập trung vào việc cấp ẩm bên cạnh khả năng làm sạch mụn đỉnh cao. Aqua Peel sử dụng áp lực nước kết hợp với dung dịch AHA và BHA chuyên dụng để ép vào từng lỗ chân lông, làm sạch và lấy đi chất bẩn, dầu thừa, các vi sinh vật có hại cho làn da mà không có bất kỳ xâm lấn nào. Với liệu trình Aqua Peel, sau quá trình làm sạch da bằng máy Aqua Peel và lấy sạch nhâm mụn, bạn sẽ được chăm sóc và massage thư giãn giúp dưỡng chất thấm sâu vào bên trong da, cấp ẩm kháng viêm làm dịu da. Còn đây là liệu trình laser tại Happy Skin Medical Spa. Laser tại Happy Skin Medical Spa là Fractional ND Yap,
Đây là công nghệ laser Hàn Quốc thế hệ mới với chức năng loại bỏ đi các sắc tố da một cách mỹ mãn chỉ sau khoảng 2 lần thực hiện. Tại Happy Skin Medical Spa thì các chị em sẽ cảm thấy có một sự thay đổi đáng kinh ngạc sau liệu trình này. Trong đó thì có Carbon Laser Peel để điều trị kiểm soát da dầu, lỗ chân lông to, mụn viêm và thâm sau mụn. Còn Reborn Skin Laser là laser để trẻ hóa cho làn da sáng và mịn màng hơn. Ngoài ra, nếu bạn gặp tình trạng sắc tố trầm trọng hơn như nám, tảng nhan, đồi mồi thì bạn có thể điều trị laser sắc tố theo điểm, cam kết sẽ mang lại hiệu quả ngay từ lần đầu trải nghiệm. Ở Happy Skin Medical Spa, tùy tình trạng mức độ nặng nhẹ khác nhau của mụn mà bạn sẽ được tư vấn các phác đồ điều trị phù hợp với những loại mụn đầu trắng, đầu đen, mụn có nhân thông thường thì khá là dễ xử lý. Việc chăm sóc tại nhà cực kỳ cần thiết, nhưng theo trải nghiệm của Emmy thì bạn nên đến spa 1 đến 2 tuần một lần hoặc là ít nhất là 1 tháng một lần để được lấy mụn một cách chuyên nghiệp tại spa. Rất khác so với việc là chúng ta tái máy tự lấy mụn nha. Quy trình nặng mụn tại Happy Skin Medical Spa chuẩn y khoa với các bước 1. Làm sạch 2. Tẩy tế bào chết. Với làn da khô và nhạy cảm, bạn sẽ được tẩy tế bào chết bằng toner 5%. Với da dầu nhiều bã nhờn sẽ dùng tẩy tế bào chết 10%. Bước 3 là hút dầu thử và bã nhờn. Bước 4 là mềm của mụn. Đây là bước phải có trong quy trình xử lý mụn để mụn được lấy lên một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Bước 5 lấy mụn. Với những kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp, họ sẽ biết mụn nào nên lấy, mụn nào chưa, và họ cũng lấy mụn cực kỳ chuyên nghiệp, êm ái, không để sót nhầm mụn, không để lại thâm mụn sau khi lấy mụn. Bước 6 kháng khuẩn và kháng viêm. Sau khi lấy mụn xong thì kháng khuẩn và kháng viêm là cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, để xử lý những mụn phức tạp hơn thì sẽ có các gói đi kèm như là ánh sáng sinh học xanh và đỏ, tái tạo làn da và kích thích tăng sinh collagen. Có rất nhiều anh chị em đang lăn tăn về Violong đúng không nào? Với công nghệ triệt lông hàm băng tại Happy Skin Medical Spa thì Violong sẽ được giải quyết triệt để mà không gây châm chích đau rát. Chỉ sau 6 đến 10 lần triệt, bạn sẽ thấy là sạch lông hẳn mà vùng triệt còn sáng màu thấy rõ, hỗ trợ điều trị tình trạng viêm năng lông nữa nha. Chào mọi người, mình là Miley, năm nay mình 28 tuổi. Mình là một fan của Happy Skin Việt Nam. Mình được biết đến chị Emmy Hoàng từ khá lâu và mình cũng thường xuyên theo dõi kênh YouTube của chị. Được biết rằng Happy Skin Medical Spa có mặt tại Hà Nội, mình rất háo hức được đến đây để làm các liệu trình chăm sóc da. Vì mình biết rằng các sản phẩm và các liệu trình ở đây đều được đánh giá rất cao và có các bằng chứng nhận quốc tế. Mình tin rằng Happy Skin Medical Spa Hà Nội sẽ là một địa chỉ chăm sóc da thường xuyên của mình trong tương lai. Chào mọi người, tôi là Hoàng, là nam giới nhưng tôi vẫn quan tâm đến chuyện chăm sóc da một cách khoa học. Tôi cũng dùng sản phẩm mỹ phẩm. Tới nay, hiện tại ở Skin Store, tôi rất an tâm khi mua sản phẩm chính hãng và giá cả phải chăng. Nhân viên ở Skin Store rất thân thiện và có chuyên môn cao. Tôi sẽ còn tiếp tục ủng hộ trong một thời gian dài. Tôn chỉ của Happy Skin Medical Spa từ trước đến giờ vẫn luôn là tận tâm chuyên nghiệp và hiệu quả rõ rệt sau từng liệu trình. Bằng sự đầu tư công nghệ cao cũng như là những phương pháp chăm sóc và điều trị da độc quyền tại Happy Skin. Ngoài ra thì Emmy và Happy Skin còn thực sự mong muốn mang đến một không gian trải nghiệm thoải mái nhất dành cho khách hàng. Các bạn hãy thử đến đây và cùng khám phá nhé. Emmy thực sự mong muốn là sẽ được đón tiếp các bạn trong thời gian sớm nhất. Và xin chúc các bạn luôn luôn có một làn da vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Và điều cuối cùng mà em muốn la thật lớn dành cho tất cả các bạn fan của Happy Skin đó là một mức giá không thể tưởng tượng được. Nếu bạn là fan của Happy Skin, chỉ cần đọc code là HappySkinVN khi đến Happy Skin Medical Spa tại Hà Nội thì sẽ được giảm 50% tất cả các dịch vụ trong tháng 10 và tháng 11. Còn đối với sản phẩm của Emmy by Happy Skin thì cũng sẽ giảm 30% nha.